Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ Bảy ngày 11 tháng 9 năm 2021. Kính mời các bạn xem bản tin đi ăn mày nhưng thích làm kẻ cả. Da mặt Vương Đình Huệ dày đến cỡ nào? Người ta nói liêm sỉ và da mặt là hai tỷ lệ nghịch với nhau. Liêm sỉ càng lớn thì da mặt càng mỏng, mà liêm sỉ càng bé thì da mặt sẽ càng dày. Cho đến nay, chính quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam đã không dùng tiền của người dân để mua vaccine trích cho dân, mà họ lại dùng tiền ấy để gửi ngân hàng để lấy tiền lãi tiết kiệm và đi xin vaccine khắp các nơi trên thế giới. Nói chung là đi ăn mày các nước giàu. Phận người nghèo luôn là như vậy, để cho đất nước người nghèo là do lỗi của Đảng Cộng sản Việt Nam chứ không phải do người dân. Chuyện chính quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam đi khắp nơi trên thế giới xin viện trợ từ các nước giàu rồi dùng số tiền đó làm những dự án mà các quan chức có thể tham nhũng được bằng các sân sau. Đây là nỗi nhục quốc thể và là một trong các lý do mà nước Việt Nam bị thế giới xem thường. Tuy nhiên, quan chức Cộng sản Việt Nam khi đi ra nước ngoài thường rất thích lên giọng kẻ cả, muốn chỉ dạy cho thế giới rằng đảng làm thế này, đảng làm thế kia. Đây là hình ảnh ông Vương Đình Huệ đang nổ như bắp rang ở trời Âu. Ông Vương Đình Huệ là người có học hành tốt, tuy nhiên về cốt cách thì ông không thoát khỏi cốt cách láu cá của người Cộng sản. Vẫn không có liêm sỉ và thích thể hiện. Với xứ càng văn minh chừng nào thì những kẻ thích thể hiện càng bị coi thường chừng đấy. Công luận hiện nay đang rất ngán ngẩm trước thái độ của vị Chủ tịch Quốc hội của Đảng Cộng sản Việt Nam, một mặt đi xin xỏ vaccine nhưng vẫn lên giọng là chia sẻ kinh nghiệm chống dịch với thế giới. Có thể nói việc chống dịch của chính quyền Cộng sản Việt Nam hiện nay có thể gói trong hai chữ đơn giản là đại bại. Tệ hại đến mức trang Nikkei của Asia đã xếp khả năng chống dịch của Việt Nam ở vị trí đội sổ, tức là vị trí 121 trên 121. Nếu có liêm sỉ thì ắt ông Vương Đình Huệ đã thấy thành tích tệ hại là nỗi nhục đến như thế nào. Tuy nhiên, vì da mặt quá dày, dường như ông Vương Đình Huệ không thấy nỗi nhục đó. Thành tích tệ hại của Đảng Cộng sản đã bị ông Vương Đình Huệ biến thành một thứ thành tích ảo dịu mà thế giới nên học hỏi. Và chuyến ăn mày châu Âu và câu chuyện của gã mặt dày này đã diễn ra như thế nào? Ông Vương Đình Huệ, Chủ tịch Quốc hội của Đảng Cộng sản Việt Nam đang có chuyến công du châu Âu với nhiệm vụ chính là xin được vaccine càng nhiều càng tốt, dưới danh nghĩa là ngoại giao vaccine. Cho đến nay, Việt Nam là nước đội sổ trong khu vực và trên thế giới với tốc độ tiêm chủng vaccine. Nó ngang bằng với các nước của châu Phi. Đây là một sự yếu kém rất rõ ràng. Đấy là chưa nói tới thành tích chống dịch tệ hại của đảng này đã khiến cho hàng chục nghìn người dân Việt Nam phải chết oan chết uổng, và con số này không dừng mỗi ngày. Trong mấy tháng qua, ông Nguyễn Xuân Phúc rồi ông Phạm Minh Chính gặp lãnh đạo của các nước lớn và lúc nào cũng đặt vấn đề về xin viện trợ vaccine. Hiện nay, ông Vương Đình Huệ sang châu Âu cũng là nhiệm vụ như thế. Tuy mặc veston bảnh bao thế, nhưng thực chất là đi ăn mày vaccine. Với thân phận như vậy, thì thay vì có lòng tự trọng và hành xử đúng mực, ông này lại cho báo chí đăng tải nhiều bài báo tâng bốc vào chuyến công du của mình. Thực ra đây là lỗi lớn nhất của Đảng Cộng sản Việt Nam khi trước đây đã không chuẩn bị để mua và đặt vaccine cho người dân, để đến bây giờ bị động và người dân chết hàng loạt. Báo Thanh Niên cũng tường thuật Chủ tịch Quốc hội chia sẻ với Nghị viện Thế giới về kinh nghiệm chống dịch của Việt Nam. Đây là hình ảnh kẻ không biết chống dịch đưa ra giải pháp chống dịch. Bài báo được đăng tải trong bối cảnh ngành y tế của Việt Nam đang vỡ trận khắp nơi. Y sĩ, bác sĩ liên tiếp bỏ nghề vì quá tải. Số ca nhiễm COVID-19 tại Việt Nam lên đến con số trên nửa triệu người, với hơn 14.000 ca đã tử vong và thêm 10.000 ca nhiễm mỗi ngày, dù phong tỏa liên miên khắp các tỉnh thành. Do vaccine, châu Âu và Mỹ khan hiếm và chỉ dành cho con ông cháu cha, nên đa phần người dân Việt Nam chỉ được trích vaccine của Trung Quốc. Đảng Cộng sản cũng phân biệt con ông cháu cha và thường dân rất rõ ràng như thế. Vaccine của châu Âu và Mỹ họ dành nhau trích, còn vaccine kém chất lượng thì họ đẩy cho dân, thậm chí những vaccine chưa được Tổ chức Y tế Thế giới công nhận. Một chế độ mà có thể nói là đổi bại nhất trong các chế độ đã tồn tại nhiều trong chiều dài lịch sử của đất nước ngàn năm này. Cả hệ thống quyền lực nhập cuộc, sau 16 ngày, ca nhiễm vẫn tăng cao. Tuy nhiên chính quyền đã làm mọi cách, nhưng dường như họ càng cố thì dịch lại càng bùng phát. Kinh nghiệm chống dịch của ông Huệ là chống dịch như chống giặc, vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh, lấy sức của dân lo cho dân, lấy âm nhạc làm vũ khí,
vaccine tinh thần, ship quân đội, cách ly tập trung, pháo đài, hàng rào, lô cốt, bốt gác, giấy đi đường, vân vân là những thứ rất đặc trưng của Việt Nam mà trên thế giới ắt là không nước nào có và chẳng ai muốn học cả. So với ngày 23 tháng 8 năm 2021 là ngày bắt đầu triển khai biện pháp cách ly cứng, quân đội được đưa vào Sài Gòn lúc có hơn 4.200 ca nhiễm và 300 ca tử vong mỗi ngày. Sau 16 ngày, kể từ khi có ban hành chỉ đạo mới đầy quyền lực đứng đầu là ông Phạm Minh Chính trực tiếp vào Sài Gòn và Bình Dương chỉ đạo chống dịch bằng những biện pháp cứng rắn nhất. Số ca nhiễm ở Sài Gòn vẫn tăng cao, số ca tử vong có giảm nhưng không đáng kể. Và hầu hết các lô vaccine về Việt Nam là do xin xỏ được từ các quốc gia như Âu và Mỹ. Đây là những đất nước dân chủ, tự do và tư bản, nơi mà Đảng Cộng sản Việt Nam luôn đả kích. Trong lúc quỹ vaccine cho người dân đóng góp hàng ngàn tỷ đồng thì lại được gửi vào ngân hàng nằm im để lấy lãi. Không khoác lác thì không phải là Đảng Cộng sản, điều này người dân Việt Nam đã nhận ra. Đất nước tơi bời, người dân tơi tả, bóng Vương Đình Huệ còn phét lác được thì quả là tài giỏi. Thực tế lúc này, nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam cũng đang giáo diết xin vaccine bằng mọi giá trong lúc khan hiếm. Thậm chí báo Đảng còn cho hay bên Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam đề nghị Singapore xem xét hỗ trợ hoặc chuyển nhượng lại vaccine dôi dư cho Việt Nam sớm nhất như có thể. Cùng thời điểm, ông Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch nước của Đảng Cộng sản Việt Nam, mong muốn chính phủ Ấn Độ cho Việt Nam vay khẩn cấp 10 triệu liều vaccine ngừa COVID-19. Trên thế giới không ai ưa Đảng Cộng sản cả. Thế giới không xa lạ gì với các đảng Cộng sản chuyên gian dối và khoác lác, cũng như độc tài toàn trị, bức ép dân nghèo. Tuy nhiên, họ vẫn giúp Việt Nam vì họ biết người dân Việt Nam dưới bàn tay của Đảng Cộng sản thì họ chịu rất nhiều thiệt thòi rồi. Những gì tốt mà người Cộng sản không bao giờ dành cho dân cả. Mà cụ thể, vaccine từ Âu và Mỹ như Pfizer, Moderna hay các vaccine khác đều được ưu tiên cho quan chức và con cháu của họ. Còn vaccine Trung Quốc như Sinopharm thì lại để cho người dân trích vì nó rất rủi ro. Đây là hình ảnh không biết thế giới nghĩ gì về những lời khoác lác của ông Vương Đình Huệ. Sau khai mạc và phiên toàn thể, hội nghị các chủ tịch quốc hội thế giới lần thứ 5 diễn ra tại thủ đô Viên, Cộng hòa Áo, tại các cuộc thảo luận, các nhà lãnh đạo quốc hội đã trao đổi cách ứng phó với COVID-19, phục hồi kinh tế và xã hội sau đại dịch, các thách thức an ninh truyền thống và phi truyền thống, thể hiện vai trò trách nhiệm của nghị viện trong giải quyết các vấn đề toàn cầu. Chủ tịch Quốc hội của Đảng Cộng sản Việt Nam, ông Vương Đình Huệ đã gửi tới 2 bài phát biểu cho các chuyên đề khác nhau, trong đó có chuyên đề giảm thiểu tác động của đại dịch COVID-19. Trong bài phát biểu này, ông Huệ đã chia sẻ những kinh nghiệm của Việt Nam trong vấn đề này. Nhưng thật tình, ông Vương Đình Huệ đã làm cho dân Việt Nam cảm thấy xấu hổ thay cho ông. Việt Nam chẳng có kinh nghiệm gì hết, cách ứng phó máy móc, làm việc thiếu khoa học nhiều tháng liền mà không sửa được. Khoác lác chồng khoác lác, ngoài chuyện dạy thế giới chống dịch, ông Vương Đình Huệ cũng làm công tác tuyên giáo đúng nghĩa giữa trời Âu, nơi sản sinh ra các phong trào dân chủ nổi tiếng. Ông Huệ khoác lác nói rằng Đảng lấy dân làm gốc, là kim chỉ nam cho mọi chính sách, hành động, là nhiệm vụ khắc sâu vào tâm trí của mỗi đại biểu Quốc hội Việt Nam. Nếu nói đúng ra thì cái gọi là Quốc hội của Việt Nam phải được gọi là Đảng hội mới đúng, vì trong đó đã có trên 96% là các đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam chiếm các ghế này của người dân. Ông Huệ đã thao thao bất tuyệt, nào là đại biểu Quốc hội phải thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, nào là hành động mạnh mẽ, và cả Quốc hội Việt Nam là một khối đoàn kết tập trung xây dựng nhà nước pháp quyền vững mạnh vì lợi ích của người dân, nào là giảm thiểu các tác động của đại dịch, tiến lên chiến thắng đại dịch COVID-19, rồi là phục hồi kinh tế và phát triển đất nước. Nhưng thực tế thì hoàn toàn khác, các doanh nghiệp từ Bắc đến Nam tê liệt. Các doanh nghiệp nước ngoài cũng đang lặng lẽ rút đi và chuyển các đơn hàng ra khỏi Việt Nam. Đây là hình ảnh ăn mày vaccine nhưng thích khoác lác. Rồi ông Huệ còn nói Quốc hội Việt Nam đã tham gia ngay từ đầu với vai trò nòng cốt trong ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19, kịp thời thông qua và triển khai nhiều quyết định về nguồn lực, ngân sách quốc gia và nhiều biện pháp chống dịch hỗ trợ doanh nghiệp của người dân nghèo, nhằm thực hiện mục tiêu kép vừa tập trung chống dịch vừa duy trì phát triển kinh tế, nhưng đặt ưu tiên bảo vệ tính mạng, sức khỏe của người dân, và dù phải hy sinh lợi ích kinh tế trước mắt, mọi người dân đều được hỗ trợ để đảm bảo đời sống, chăm sóc y tế, tiếp cận vaccine công bằng, vân vân. Tuy nhiên, thực tế thì lại hoàn toàn khác. Ngân sách cho ngành y tế chỉ có 9,1 ngàn tỷ, trong khi cho ngành công an là trên 98 ngàn tỷ,
tức là gấp 10 lần của ngành y tế, thì hỏi sao người dân Việt Nam không chết oan. Nói khoác oang oang về dân chủ trước cái nôi của thế giới, nói khoác oang oang về tính nhân bản giữa cái nôi của dân bản thế giới, vân vân. Tất cả những gì ông Huệ nói thì tất cả những thứ đó người dân không hề có. Chỉ có mặt dày như người cộng sản mới có thể nói được. Người có liêm sỉ họ thấy nhục lắm, họ không nói thế bao giờ cả. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo .d ngày hôm nay thứ Bảy ngày 11 tháng 9 năm 2021 với bản tin Điên mày nhưng thích làm kẻ cả, da mặt Vương Đình Huệ dày đến cỡ nào. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .d để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .d.